À đôi lúc nó bị mới bị nhảy ra hai dữ liệu nhé mình cũng nói chung nó do cái thuật toán phát hiện đoạn và chạm của bọn này thôi đấy các bạn nhìn này đấy có rồi này xem nào nếu mà một ông junior gặp phải cái lỗi này mình nghĩ là ông ấy cũng sẽ chật vật lắm luôn đấy mình nói thật chứ đừng nói gì là các bạn mới học nên là chuyện khó nó rất là bình thường nhé cái cái vấn đề cái lỗi như lỗi hôm nay này khó rất là bình thường đấy. thì uh, mình cũng trước khi chúng ta bắt đầu này mình sẽ chia sẻ thêm một chút uh, Đấy, nội dung mà mình làm mình hướng tới cho các bạn khó đấy. Nếu mà bạn thấy khó mà bạn sợ thì thực sự là hết cách luôn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đi làm thực tế cái việc mà các bạn gặp những cái lỗi như ngày hôm nay rất là nhiều. Đấy, mà nếu mà sợ mà nán mà không dám học hay là học khó rồi sợ không học nữa thì sẽ rất khó để thành công trong cái ngành này. Còn nếu mà bạn là người mà thấy khó, càng khó càng hứng thú, càng khó càng phải đào sâu vào uh, giải quyết được thì mới ăn ngon ngủ yên được. Thì đây, cái kênh của mình những video chia sẻ của mình là cái nơi dành cho các bạn ok hello xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube trung gdp một đặc trình viên này của mình nhé thì uh, như mọi lần bạn học quen mình rồi mình là quân mình là tác giả của blog trung com cũng như là tác giả của cái kênh youtube trung gdp một đặc trình viên này nơi các bạn đang xem video này nhé và uh, lần nào cũng vậy À, mình vẫn luôn luôn muốn chia sẻ đó là bạn nào mới lần đầu tới với kênh của mình nhá nơi đây là cái nơi mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc lập trình thực tế mà mình tích lũy được qua quá trình mình đi trình chiến các dự án xong rồi mình tạo thành những cái chuỗi video những cái khóa học lập trình đấy xong rồi mình đẩy lên trên cái kênh ví dụ như khóa này là một khóa cực kỳ chất lượng cực kỳ hay luôn này monstack pro nó rất là nâng cao và nó như là các bạn đi làm thực tế luôn này hay là kiểu đây lập trình viên vân vân nhiều thứ chia sẻ góc cuộc sống lập trình viên của mình đấy các thứ nhiều nói chung các bạn đi qua đây à, các bạn có thể tham khảo qua nội dung của mình xong rồi thấy nội dung của mình hay thú vị hữu ích hoặc là ủng hộ mình nhé thì like cho mình video cũng như là tặng mình một lượt đăng ký kênh chia sẻ thật với các bạn là đăng ký kênh của các bạn là động lực rất rất lớn đối với mình để mình làm thêm nhiều những cái video hay hơn nữa và thú vị hơn nữa trong tương lai nên đừng tiếc gì một lượt đăng ký kênh nhé đăng ký kênh ủng hộ mình nhé à, mình có cái pet chung của một lập trình viên trên facebook này đấy các bạn có thể join vào thì nhắn tin hỏi mình bất kỳ điều gì mình sẽ hoạt động cái pet này rất là nhiều đợt này còn dùng để đi comment rất là nhiều À, cộng đồng đầu đồ trình web Fan Việt Nam nơi các bạn cũng có thể roi vào hỏi bất kỳ mọi thứ điều gì vân vân ẩn danh tùy các bạn này blog chính thức của mình là trungweb.com đấy nơi chứa những cái đường link chuẩn về mình và những bài viết mình sẽ update liên quan đến video các thứ mình sẽ những đường link chuẩn về mình đâu nhỉ đâu nhỉ đây này, đấy, các thứ ở đây nhá rồi một cái group Discord nữa là cũng là cái nơi mà các bạn có thể roi vào hỏi bất kỳ điều gì xem gió các thứ thoải mái học hành không vào được các thứ này, này. Đấy, rất rất nhiều thứ kinh nghiệm và chia sẻ rất là cộng đồng rất là lành mạnh và văn minh đây là các bạn có thể join vào thoải mái nhé và mọi đường link đều dưới phần mô tả video hết các bạn xuống là sẽ thấy nhé mình sẽ để đường link dưới đấy ok thì kênh của mình đây và cái buổi hôm nay chúng ta vẫn sẽ đang dừng lại ở học phần 1 nhé đây mình sẽ giải thích với bạn là học phần một phần anh không dự án thực tế và lý do là có cái video này là một cái video dạng phát sinh ừ, tại sao đã phát sinh thì mình kể cho bạn này à, tính đến lúc mà mình làm video này thì mình đã lên 36 cái 36 cái video rồi đây là video thứ 36 của chuỗi này này 37 là cái chia sẻ cảm nghĩ mình làm rồi sẽ up sau video này video này sẽ là À, ừ, video này sẽ là video 37 này. Cái 37 trước đó mình quay sẽ thành 38. Rồi tại sao lại có cái video 37 này? Thì uh, đó là chúng ta sẽ đi giải quyết một cái bất cực kỳ khó, cực kỳ khoai. Ok, thì buổi trước ở video 36 ấy, <laughs> như cái đoạn intro mình có nói đó. Uh, đây, hôm nay hoàn thành mọi tính năng kéo thả rồi. Phát hiện ra bất thì comment dưới video mình. Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là việc mà chúng ta làm lập trình ấy. Uh, không có bất mới là lạ. Không có bất thì mới là lạ nhé. <laughs> có bất là chuyện bình thường rồi thì uh, đợt đấy video đấy sau video đấy mình cũng check và mình cũng khá xua kèo là uh, mình làm vấn đề data cái thứ nó hoạt động ok rồi uh, nên là mình miss mất một cái bug mà có một bạn comment đâu nhỉ? ở à, đây đây ủa cái thằng youtube này nó sắp xếp kỳ nhỉ bình luận hàng đầu thì không có à để mới nhất xếp trước thì nó cho tất cả đây <laughs> hiển nhâm gì đấy bạn hiển nhâm cái thứ này này mình có ghim comment này rồi mà nhỉ đây mình đã ghim comment này lên rồi mà ta rồi nhá thì đã bảo là có lỗi có bác thì mình trách này thôi để mình copy cho nó chắc cốp ok thì nhìn các bạn nhìn bạn kéo nhá rồi bị giật này bạn bạn này kéo rất, rất là dễ bị giật này đấy ok và nó bị nhảy ra hai cái À, dữ liệu uh, cùng một dữ liệu nhưng mà trên hai column thì như này là sai nhá ok đây cái lỗi là xấu như vậy rồi ban đầu ấy khi mà mình nhìn cái lỗi của bạn ý đây um, lúc đấy là tầm nửa đêm mình nhìn khoảng ba ngày trước uh, mình ở đêm mình nhìn qua thì mình đoán mình đoán là nó dây dưa đến một cái phần đó là thuật toán va chạm mà mình đã từng nói ở video 34 video 34 mình có một cái liên quan đến thuật toán va chạm nhá mình đã đoán rồi sau đó mình với bạn tiếp tục điều tra để bắt các thứ là chịu khó các bạn cũng luyện tập luyện tập cái việc mà uh, Debug đi xử lý vấn đề nhá thì uh, ngày hôm sau hôm sau mình lên công ty rồi mình ngồi làm việc xong mình tranh thủ thời gian đấy mình check thì đúng uh, cái chuẩn bị mình sẽ demo cho các bạn là bên mình cái cái project mình đang làm cũng bị thôi mà rất khó để mà tái hiện được nhưng mà cũng bị thì cái uh, đây này cái vấn đề ở đây bị ấy, là chúng ta sử dụng đây mình dùng đây nhé là chúng ta dùng một cái thuật toán va chạm close corner của thư viện ở video 34 mình nói các bạn dùng thuật toán này rồi này và mình đã thử sang close center cũng bị xong rồi mình lấy cái đề repo gốc của bọn này về đây là đây kit mình đã hướng dẫn các bạn video xoay chín nó rồi mình test mình cũng sửa cái cái thuật toán va chạm uh, center với corner của chúng nó chúng nó cũng sẽ bị rồi và nên là mình đã chắc chắn là lỗi nào ở đấy và cũng có một thằng bị và nó sâu lên trên này à, nó issue lên trên này một cái issue là 1128 Nói chung cũng dạng là flick kiểu kiểu này này Các bạn nhìn này Nó cũng hơi giật giật à, Chờ tí có giật mà Đấy đấy kiểu kiểu giật này này Ok Và chưa có ai trả lời cái này Thì mình fix xong rồi Thì chắc là mình sẽ trả lời cái này sớm thôi à, 1128 nhé Mình sẽ trả lời cho thằng này Là nên custom lại cái thuật toán phát hiện va chạm Ok mình để sẵn đây lát nữa mình sẽ Xong mình sẽ để một cái comment Mình mình sẽ sự comment support cho cộng đồng mà Rồi nhá Và đây anh sẽ làm video số 37 xử lý bug này À, muốn hoàn hảo thì chúng ta sẽ phải custom cấu hình nâng cao lại cái thuật toán phát hiện va chạm để tăng cái độ chính xác và xử lý lại cái mục đích mà chúng ta muốn va chạm đến thằng nào. Và tài liệu tham khảo trước là cái này. Nó chính là một cái ở à đây cũng là cái nó nằm trong cái phần uh, DND Contact doc này, uh, DND Kit này, phần DND Contact và Collection uh, Detection Algorithms Đấy nhá, cái thuật toán phát hiện va chạm và uh, đợt, ở cái video 34 thì mình cho các bạn về mấy cái thuật toán này rồi nói qua rồi nhìn thực ra là nhìn sơ đồ là hiểu ngay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ phải custom nó nâng cao hơn ở cái đoạn này này. Đây này, custom collision detection algorithm. Rồi. Về cơ bản thì nó hơi giống cái này một chút. Chờ một chút rồi mình sẽ test cho các bạn nói nốt đoạn này, tài liệu tham khảo trước và video anh hướng dẫn fix coming soon là video này này. Thì hai ngày trước là mình comment cái này thì thực ra là cũng rất là hy vọng là bạn ấy cũng có thể tự làm được các thứ. Nhưng mà thực ra là không không thấy bạn trả lời chỉ thấy like thôi. đây <laughs> cũng được không sao không vấn đề gì bởi vì, vì vì thực ra là cái này nó là nội dung khó, mình phải chia sẻ thật với các bạn. Nó nó khó ở một cái mức gọi là xem nào, nếu mà một ông junior gặp phải cái lỗi này mình nghĩ là ông ấy cũng sẽ chật vật lắm luôn đấy, mình nói thật chứ đừng nói gì là các bạn mới học nên là chuyện khó nó rất là bình thường nhé, Cái cái vấn đề cái lỗi như lỗi hôm nay này, khó rất là bình thường. Đấy. Thì uh, mình cũng trước khi chúng ta bắt đầu này, mình sẽ chia sẻ thêm một chút uh, đấy, nội dung mà mình làm mình hướng tới cho các bạn khó đấy. Nếu mà bạn thấy khó mà bạn sợ Thì thực sự là hết cách luôn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đi làm thực tế Cái việc mà các bạn gặp những cái lỗi như ngày hôm nay rất là nhiều Đấy, mà nếu mà sợ Mà nán, mà không dám học hay là Học khó rồi sợ không học nữa Thì sẽ rất khó để thành công trong cái ngành này Còn nếu mà bạn là người mà Thấy khó, càng khó càng hứng thú Càng khó càng phải đào sâu vào uh, Giải quyết được thì Mới ăn ngon ngủ yên được Thì đây, cái kênh của mình, những video chia sẻ của mình Là cái nơi dành cho các bạn Ok Ok, chúng ta bắt đầu nhé Triển khai cái xử lý cái bug uh, Gọi là cái bug nó hơi mất dậy Ngày hôm nay <laughs> Bug <Bức> mất dậy, <laughs> Bug dị vẫn mất dậy. Ok uh, Rồi, bây giờ thì uh, Mình sẽ test cho các bạn này Nhớ nhá, Check out sang drag drop card phần 6 rồi này <laughs> uh, Phần 6 Và mình sẽ Xem nào, xem nào um, Localhost 5173 Rồi, mình sẽ chạy nó lên Bây giờ mình sẽ kéo đuôi nó xuống Mình thử này Đấy, của mình cũng bị giật này thực ra là uh, của mình làm khá là khó để bị nếu mà thực ra là bình thường bạn kéo dứt khoát thì sẽ không bao giờ bị đâu còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng kéo nhẹ nhàng vào giữa này à, này đó, đó, đó. Đấy, đấy kéo nhẹ nhàng vào giữa thì nó cũng sẽ dính kiểu kiểu này bạn để ý cho mình đấy và đôi lúc nó bị mới bị nhảy ra hai dữ liệu nhé mình cũng nói chung nó do cái thuật toán phát hiện va chạm của bọn này thôi đấy các bạn nhìn này đấy có rồi này mình hy vọng là trong tương lai ấy, cái thuật toán phát hiện va chạm Uh, close uh, close center với Close corner của bọn này. Bọn này nó fix thì sẽ không vấn đề gì nữa. Fix cho xử lý cho cái 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 multiple. Nhưng mà bây giờ ấy nó chưa làm nên là chúng ta phải làm. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm rồi. Ok nhá. Việc đầu tiên, các bạn mở lại cho mình cái DND kit cái GitHub của nó nhá. GitHub của nó này, click vào và tìm đến cái thằng multiple container như vậy là thôi mình đã chỉ các bạn rất nhiều lần rồi. Và các bạn tìm cho mình một cái từ khóa là dòng tìm đến dòng 195. Collision detection strategy đấy bằng use -back, nó dùng use -back để giảm thiểu cái cách lại cái cái function xử lý của nó thôi thì những cái nội dung hôm nay mình dạy cho các bạn để xử lý cái bước này nó sẽ nói chung là nó sẽ gần gần như tương tự cái trong cái collection detection strategy này của bọn nó vì bọn nó cũng làm multiple mà tuy nhiên là bọn nó làm mình thấy là nó thứ nhất là các bạn đọc vào thì sẽ nó nó sẽ rất là dối thực sự đấy uh, nó có nhiều cái thừa ra mà mình không dùng đến này và dĩ nhiên cái cấu trúc dữ liệu của nó cũng khác mình đã giải thích nhiều rồi nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn là chúng ta sẽ nhưng mà nó sẽ dựa trên cái này cho nên nếu như nhé mình cũng vẫn muốn chia sẻ là nếu như bạn mà mà gọi là sao nhỉ à, muốn đọc hiểu và muốn nâng cao gọi là level up kỹ năng lên càng cao hơn, thì đây mình đưa tài liệu cho bạn rồi đó cố lên nhé đọc hiểu được thì rất là tốt còn cái này thì thực ra nó cũng dễ hiểu mà đọc đọc là hiểu cái nào mà liên quan đến thư viện thì mình cứ hiểu thôi nó nó cũng comment rất là kỹ rồi này đấy đoạn này nó cũng comment rất là kỹ rồi nhá ok <laughs> mình sẽ copy cái chữ collision detection strategy này strategy này đỡ phải gõ này <cười> nó <cười> ừ, Trời các bạn họng là hơi đau mấy hôm nay collision detection strategy này nhá rồi bây giờ cái vấn đề ở đâu các bạn mở lại cho mình thằng bot content nhá hôm nay only chỉ dùng đúng cái file này thôi và tìm đến cho mình cái DND contact collection detection bằng close corner các bạn uh, copy dòng này xuống dưới cho mình collision detection chúng ta sẽ sửa thành cái gì? Sửa thành cái chữ collision detection Strategy này nhé Đấy. Và mình sẽ comment cái coalesce corner ở trên này lại. Mình sẽ để thêm một cái comment ở đây. Cho thằng uh, coalesce corner. Um, update video 37. Nếu chỉ dùng coalesce corner sẽ có bất flickering cộng sai lệch dữ liệu. Vui lòng xem video 37 sẽ rõ video này. Rồi, um, collection detection cái mới của chúng ta là sẽ là cái detection strategy nhé cái này cũng sẽ để một cái comment luôn. Tách ra. Tự custom thuật nâng cao thuật toán phát hiện va chạm. Uh, video feedback số 37 mình sẽ để mấy cái comment liên quan đến video này cho các bạn. Bởi vì bình thường sau này các bạn có nhiều bạn các bạn chỉ download code thôi các bạn ngại học ấy. Thì mà không hiểu thì vào đây mà mà học. Rồi nhá, collection detection strategy. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái function của thằng này. Các bạn kéo lên trên, mình sẽ để nó ngay dưới cái custom drop animation luôn trên cái phần return dnd context này luôn nhá các bạn tạo cho mình const này collision detection strategy bằng à, hôm nay chúng ta dùng một cái là use callback nhá các bạn use state của thằng react này hôm nay dùng thêm một cái là use callback thấy nhá các bạn import nó từ thằng react này sau đó các bạn kéo xuống dưới này cho mình use callback đó một ngoặc này à, thằng use callback này nó nhận vào một cái error function làm tham số thứ nhất như này và phải tham số thứ hai là một cái mảng dependency nó cũng gần gần tương tự như là use effect ấy mà thằng này dùng để cách lại cái function nhá bởi vì bọn này nó cũng dùng thì mình cũng dùng luôn thôi cho nó chuẩn cách lại function để mà khi dependency thay đổi thì function này nó mới chạy lại kiểu không thì nó sử dụng kết quả cũ cách thì nó sẽ giảm thiểu cái cái lần chạy function cũng như là bởi vì cái thuật toán này chạy rất là nhiều mình sẽ sâu bạn nó chạy rất là nhiều luôn và nó sẽ tối ưu lại performance hiệu năng của cái con ứng dụng của chúng ta ok rồi này uh, cái use callback này nó sẽ nhận vào các cái gọi là các cái ừm um, tham số đối số thì nó viết tắt là args nhé bạn nào sau này đi học sẽ à, quên đi làm sẽ gặp cái args này rất là nhiều giống như bên này thôi này args này đó là các arguments rồi mình sẽ để cho nó phát sửa này một cái toán à, một cái comment ở trên này các bạn có thể dừng lại các bạn gõ này ARGS nhá à, mình cũng viết giải thích luôn này arguments arguments là các đối số tham số và chúng ta sẽ custom lại cái chiến lược và thuật toán phát triển va chạm để tối ưu cho việc kéo thật các giữa nhiều column video 37, bảy feedback quan trọng <laughs> rồi nhá Um. Rồi bây giờ việc đầu tiên để mình check mình phải làm cho bạn thật là kỹ cái việc đầu tiên này. Xem nào. Uh, đầu tiên mình sẽ ví dụ kiểu này đi. Mình sẽ lên đọc của nó nhé. Đây, cái đoạn mà mình cũng cho các bạn xem này. Có một cái đoạn nó gọi là custom cũng ok nhưng mà cái đoạn này được rồi. Đoạn này mình mình sẽ copy đoạn này trước này. Custom Condition Decision Algorithm này của chúng nó, mình sẽ copy trên Docs nhé. Các bạn lên Docs là sẽ thấy ở cái đoạn là Composition Existing Algorithm, mình sẽ để link đoạn này dưới phần mô tả video này. Đây mình sẽ copy này. Mình ví dụ thôi, các bạn từ từ hãy làm theo mình. Rồi nó sẽ cần uh, import cái Pointer Within và Rect Intersection của chúng nó. Đoạn này mình ví dụ trước, Pointer Within này, Rect in, uh, Intersection rồi mình sẽ import từ đến đi ký co nhé, close con giữ nguyên nhé, đừng đừng xóa cái Corner nhé, uhm. mình thử mình thử đã, rồi các bạn chưa cần làm vội đâu, đây có vẻ là nó sẽ fix được rồi, nếu như các bạn dùng gọi là dùng dùng luôn cái một cái ví dụ dùng nó một cái ví dụ custom đúng là nó sẽ không 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 bị nháy nữa nhưng mà nó có cái vấn đề là nó nó rất là giật giật. Cái cái lúc các bạn nhìn này, đây, nó rất là giật giật kiểu này là một này. Đấy. Cái thứ hai là bây giờ mình kéo column nó đang đấy. Đây này, kéo column cũng đang bị giật này. Đấy, nó đang bị một số số cái vấn đề. Thì đấy là mình mình ví dụ là cái cách fix là chúng ta sẽ giải quyết dần. Bây giờ mình lại xóa hết đi. Đấy nhá, bắt đầu này. Bây giờ bắt đầu nhá. Đầu tiên đấy là à thôi, cứ cứ để đã để cho các bạn nhìn. Bắt đầu là chúng ta phải biết được cái trường hợp mà chúng ta đang kéo thả column. Kéo thả column thì chúng ta sẽ làm cái gì? Kéo thả column thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuật toán cũ Là thuật toán uh, Colors, Corners Còn kéo thả cạc thì chúng ta mới bắt đầu xử lý cái này <laughs> Rồi nhá Bây giờ các bạn nhìn cho mình này uh, Ở trong cái thằng Collection Detection Mấy cái đoạn code mà mình copy từ thư viện này Các bạn không cần gõ lại giống mình nhé Chúng ta bắt đầu từ đây này Bắt đầu từ, từ đoạn này này Mình sẽ ít một cái Nếu như cái Active Drag Item Type của chúng ta nhé Bằng 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 uh, Active Drag Item Type Chấm .column. Đây chấm column. Nếu kiểu là nó còn là column nhé Thì chúng ta làm gì? Chúng ta vào đây này. Chúng ta sẽ return luôn. Các bạn return luôn cho mình cái gì? Chúng ta sẽ return luôn cái thuật toán cũ của chúng ta ấy là closest closest corners đấy nhá. Closest corner này, đóng một ngoặc này. Xong bên trong những các bạn truyền cho mình đóng một ngoặc tròn, xong truyền cho mình cái đóng một ngoặc nhọn và để cú pháp uh, spread operator đây. Clone lại cái mảng args này của à cái object args này của chúng nó để vào giữa nói chung là nếu là thuật toán nếu nếu là column thì để nó hoạt động như thuật toán cũ cross corner thì sẽ không vấn đề gì là cái thứ nhất là nó, nó return luôn đây lưu lại nhá và ra ngoài các bạn sẽ check các bạn sẽ thấy này đấy if drag active tie, column return cross corner intersection Chờ mình thì cái đoạn à cái dependency này mình check nào active drag, item type vào đây cái đã thử lại cái đã nhé rồi đây còn này đấy cao đầm thì nó sẽ không vấn đề gì nhớ nhá đây là chúng ta phải có cái đoạn này rồi lưu ý cho mình một cái nữa <laughs> mình sẽ console.log cái này để cho các bạn hiểu nâng cao này ở cái collision detection trajectory mình sẽ lốc nó lên này collision detection trajectory một cái dòng này nhá tiếp theo này ở cái thằng là handle drag start mình cũng sẽ lốc một cái handle drag start event các bạn nhớ nhá start chạy đến over chạy đến end đúng không Bây giờ đến over thì mình cũng sẽ CD một cái, ở đây là uh, handle drag over đi. Mình sẽ cho các bạn cái luồng là cái thằng uh, thuật toán phát hiện va chạm này nó sẽ chạy lúc nào. Các bạn nhìn này. Bắt đầu mình kéo một thứ lên. Rồi. Đây. Thằng start sẽ được chạy đầu tiên. Sau đó nó sẽ đến cái collision detection trajectory của mình. Đấy, nó đến cái này là cái thứ hai, sau đó nó mới đến cái handle drag over. Của mình nó đang bị dư ra nhiều cái này này, cái ừ hơi có chịu nhưng mà nó là cái nhá mình sẽ nhắc lại nó là cái main chấm uh, react strict mode nhá mình vẫn chưa muốn xóa để phần làm api mình mới xóa nhá đây này, cái react strict mode này này thì nó mới mới bị mấy cái lốc nó mà mở cái này kệ nó không quan tâm quan tâm cho mình handle rack start chạy đầu tiên luôn luôn chạy đầu tiên sau đó bây giờ cái collision detection strategy nó sẽ chạy ở giữa cái start và cái over rồi sau đó nó mới đến cái handle rack end nhớ nhá cho nên khi mà mình chạy start đấy là mình đã set được một số cái state là ví dụ như tay là column hay tay là cạc, rồi mình mới nhảy vào đây mình sử dụng được strategy nhớ nhá chứ nếu không mà các bạn set những cái state dữ liệu ở trong over hay là trong end sau đó các bạn dùng cái dữ liệu đấy rồi các bạn lại check ở trong cái chiến lược của chúng ta strategy detection thì nó sẽ không hoạt động nó sẽ hoạt động không đúng ok rồi bây giờ mình sẽ comment lại một số cái xóa bớt comment đi rồi over đóng lại này start đóng lại này ok chúng ta tiếp tục này xong cái về cái column nhá rồi bây giờ xóa hết các cái pointer các thứ linh tinh của chúng nó đi coi như bây giờ nó đang có một vòng ít này và chúng ta bắt đầu này uh, ok thì tất cả những gì tiếp theo đây mình dạy nó sẽ tương tự như ở bên trong cái cũng gần gần tương tự như bên trong cái multiple container mà mình đã nói cho các bạn có sự rồi nên là cố gắng nhá bây giờ mình sẽ làm cho, nó sẽ để cho nó khó, không mất nhiều thời gian mình sẽ cố gắng giải thích nó sẽ hiểu nhất có thể các bạn tạo cho mình một cái biến constant này uh, pointer pointer intersection rồi bây giờ chúng ta uh, pointer intersection cứ gõ nhá nó sẽ bằng cái pointer within cái mà chúng ta vừa mới import lúc nãy từ đi đi con này nó sẽ bằng pointer within và các bạn truyền cho mình các cái argument đối số argument của thằng Collection detection strategy vào đây đấy thực ra muốn hiểu nhá muốn hiểu cái argument thì cứ lóc nó ra thôi các bạn nhìn này lốc ra này Oops lóc ra thôi bạn kéo là các bạn thấy đây các cái là những cái dữ liệu trong cái thư viện của nó có rất là nhiều thứ để bọn nó xử lý thì cái thằng pointer intersection này này nó sẽ làm nhiệm vụ gì mình sẽ để comment dần này nó sẽ là tìm các cái điểm giao nhau và gọi là các điểm va chạm đó intersection là như kiểu bạn dịch ra tiếng việt nó giống như kiểu giao nhau giao thoa gì đấy thì cứ hiểu là va chạm lại với nhau đi thì uh, va chạm tìm các điểm giao nhau va chạm với con chó cứ tìm trước theo con chó một cái này rồi tiếp theo ấy tạo một cái biến con sang tiếp intersection thôi nhé intersection square này nó sẽ bằng này nếu như cái pointer intersection ở trên này này chấm đen lớn hơn không cái này thì mình đang làm cũng giống như bọn nó thôi à, giống như bọn nó đây nhé. nhé đây này nếu nó chấm đen lớn hơn không thì nó tồn tại check chấm đen này thì có nhiều cách có nhiều cách à, như này cũng được này cũng có thể để kiểu hai dấu chấm than này này Uh, pointer intersection uh, chấm đen được chưa? đúng rồi cũng được rồi, cứ để cái này đi lâu lâu dùng nó hay quên thôi để để chấm không đi cái này hôm trước mình cũng giải thích với một bạn rồi <laughs> tự nhiên hơi lú tôi gọi cứ không cứ chắc cốt cái đấy này đi uh, à, thôi chờ mình một tí xíu làm làm cho nó chắc cốt ấy mà uh. tự nhiên lại lú lú cái đoạn này lại muốn trách lại cho nó cẩn thận nhưng mà. Alright, một cái đi. Nh các bạn chờ mình tí này. Mình sẽ cho các bạn thôi học học thêm kiến thức về cái này không biết mình dạy các bạn chưa nhưng mà ờ à... Rồi đây này. Thì uh, thực ra là nó giống như kiểu là gốc chấm len ví dụ lớn hơn không kiểu này. Chu này. Phô này, đây. Thì uh, cái 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 check mà kiểu một array chấm len ấy, kiểu này này. Nhưng mà ví dụ mà để, để mình check này, giá trị là null này. Đấy, null là nó sẽ chết này. Rồi, bây giờ nhá, nếu như mà mình để lại cái, cái cú pháp của mình ấy, cố định kiểu này. Run. Uh, cũng chết thôi được rồi, hỏi chấm chấm len đi. Là phô thế là được cái này ấy, nó dùng để check cái mảng là có rộng hay không thôi nên các bạn để kiểu này cho mình là chắc chắc, chắc ăn nhất này word uh, phủ định của định word này cái mà cái kiểu check của bọn này nó biết nó là nó cũng là một cái kiểu phổ biến thôi các bạn ạ nó là một cái kiểu phổ biến mà thực ra là lâu nay vẫn dùng rất là nhiều và dùng rất là bình thường nhưng mà khi nó có cái cú pháp kiểu hai chấm hai chấm kiểu này này à, chấm than chấm than kiểu này thì để nó trách nó mọi thứ nó gọi là nó gọn cốt hơn đấy kiểu kiểu thế thì tự nhiên làm đây mình cũng nhớ ra thì ok phủ định của phủ định này à, à quên hai dấu chấm than này pointer intersection này hỏi chấm chấm đen đấy thì sau đó này hỏi chấm này toán uh, từ ba ngôi nhá nếu như thằng tồn tại thằng này chấm đen thì trả về nó luôn còn nếu không hai chấm toán từ ba ngôi này mình sẽ xuống dòng đi tap vào trong đấy nếu không thì làm gì nếu không thì chúng sẽ chúng ta sẽ gọi đến cái là rec intersection của chúng nó rec intersection cứ gọi đi và các bạn truyền cho mình các cái argument vào đây argument này. rồi cái đoạn này đoạn này nó là cái gì mình sẽ để một cái comment này cái gì đây Collision Now we balance cast Big fix Tự nhiên mình lú lú đoạn này quá nhỉ <laughs> Cái, cái này thì thực chất ra là AdLin nó báo một cái gì đấy Tự nhiên mình không nhớ ra cái extra boolean cast này Extra boolean cast hình Như là Cái này. này hoạt động bình thường Cái này là một cái AdLin nó báo pre double Thôi được rồi, mình uh, mình sẽ làm theo cái eslint của mình đi. Cho nó đỡ lũ cái này. Xem xem nào. What's some lang? Môn lý nhỉ, cái cú pháp này rõ ràng nó phải chạy đúng nhá. Cú pháp này là bây giờ cái cú pháp này là cú pháp đúng nhá. Và cái của mình bị dính một cái redundant double negation. Mình không nhớ cái AdLine này là cái gì luôn ấy. Sorry các bạn, nhiều lúc cốt lú quá Cái thằng này là double negation rồi Nhưng mà cái Adlin no Extra, Hình như Adlin của mình Mình có bỏ cái này vào từ cái đợt Adlin rồi Mình có bỏ cái gì vào đây đâu nhỉ ra mình, mình, mình dùng cái này rất là nhiều rồi ấy. À, thôi Thôi rồi cái này là do Adeline Gatly nó báo thôi còn để thì nó vẫn hoạt động có một số cách xử lý mình đang quay video nên mình, mình cũng không muốn dài dòng đoạn này cho các bạn tự nhiên nó, nó sinh ra mấy cái vớ vẩn này đầu tiên là các bạn có thể disable nó đi một cái dòng Gatly đây là được mình thường code các bạn có thể disable đi là được này là gọn hai là các bạn dùng luôn cái như cái len lớn hơn không như cái bọn này này đây kiểu này cũng được không vấn đề gì thì cũng sẽ dễ hiểu hơn tùy các bạn nhé thì uh, thôi mình đã để lại cái leng lớn hơn không đi cho nó. Và thực chất ra cái thằng pointer intersection này này của thư viện nó trả về cho chúng ta ấy, nó sẽ luôn luôn đảm bảo là nó sẽ trả về array. Các bạn nhớ cho mình. Nên là nó ở ở cái code của doc của nó nó cũng sẽ không có cái hỏi chấm chấm đen và cũng không có check trước. Vì nó biết là cái kiểu dữ liệu nó trả về sẽ là array rồi. Uh, nhưng mà để mà chắc chắn nhất thì cứ giữ nguyên cho mình cái hỏi chấm chấm đen đi bởi vì sao bởi vì là có thể sau này chúng ta update thư viện thư viện thay đổi cái này đôi lúc chúng nó code chúng nó cũng sẽ có bất thôi và chúng nó sẽ đôi lúc trả về nu hay cái gì đấy thì mà nu chấm đen là nó sẽ chết trang luôn chứ nó không có có kiểu là nó chạy nói chung là trang web sẽ bị toang luôn đấy kiểu kiểu thế rồi nhá thuật toán phát hiện và nhớ nhá nhớ vẫn nhớ cho mình cái cú pháp lúc nãy mình thử nãy giờ nhá đây nó vẫn hoạt động bình thường cái AdLin thì uh, mình sẽ xử lý cái Adlin đấy sau Bây giờ đang làm video mà xử lý cái Adlin đấy thì cũng phiền lắm Thôi, nhưng mà kệ mà nó cũng bình thường mà nhá Không vấn đề gì <laughs> Thêm cái tìm ra cái đi đấy Xong bỏ vào cái file edit của chúng mình thì cũng đuối lắm Thử lại xem nào No extra uh, volume cast No extra mình thử thôi. ngại tìm nhưng mà mình cứ thử xem là huh, biết ngay mà thôi gọi thêm cho mình cái dòng ạ, uh, <laughs> no extra boolean scat rồi nhá là được nhá <laughs> ngại thử nhưng mà thử thì cũng nhanh rồi nãy giờ là cái đoạn mà chúng ta xử lý adlin nhá thêm kinh nghiệm cho các bạn về vấn đề adlins uh, thêm cho mình cái no extra boolean scat này này uh, nếu mà mặc định ấy hóa ra là mặc định là nó nó sẽ chạy nó sẽ là một và khi nó là một thì cái thằng này của mình bị cái uh, No Extra Balance Cast này này Nhìn cho mình cái cái này Xong rồi cách nhanh nhất là chúng ta bỏ vào đây là chúng ta chuyển nó về không Đấy thì nó sẽ không bị làm sao nữa Và cái code chúng ta đoạn này, cái xử lý code viết code này nó vẫn hoạt động bình thường Nó sẽ gọn, mình sẽ thích viết kiểu này hơn là viết kiểu lớn hơn không ấy, kiểu kiểu thế Đoạn này nhá, nó sẽ là thuật toán phát hiện va chạm Của bọn này sẽ trả về một cái mảng các va chạm ở đây Là chúng ta cần cái mảng intersection này này Rồi, uh, lock xong thì các bạn ra ngoài xem này. Rồi chúng ta có intersection. Nhìn, nhìn mấy cái này ngứa mắt nhỉ. Cái react strict mode các bạn uh, comment lại cho mình đi. Hôm nay chúng ta comment luôn Không dùng strict mode nữa nhá. Nhìn uh, hôm nay nhìn cái lốc khó chịu quá. Comment luôn cả cái Port react từ thằng bên Thích đi cho nó gọn. Được nhá. Comment lại cho mình ba dòng này xong rồi tab cái và provider của mình vào bên trong của thằng bên. Đấy. Rồi, ra ngoài làm lại đi. Đấy, chúng ta cần cái intersection mà các bạn thấy đấy, nó chạy rất là nhiều. Bởi vì tôi toán phát hiện va chạm mà. Rồi, và đấy, nó lấy ra được cái ví dụ các ID01 có lần ID03 đấy, của mình đang kéo đấy. Hay là đấy, đấy kéo đang có vấn đề này, đấy. Chờ xíu. Các 09 có lần 02 gì đấy, nói chung linh tinh mấy cái intersection. 0902 08. Ừ, nó kéo đến thằng 08 này và có lần mà đi không 02 Nói chung là nó đang kéo đến cái vị trí đích đến ở đây, intersection của nó là cái điểm điểm va chạm kiểu kiểu thế nhá. Cứ hiểu cho mình nó là cái đoạn đây này, nhìn ở trên này cũng được. Là mình vừa kéo đến mấy cái điểm va chạm ở khu 02 này này. Mình ok. Thì nó là cái sẽ trả về cái mảng va chạm ở đây. À, tiếp theo này, sau khi lock cái intersection ra rồi nhá thì nó sẽ lấy một cái như này. Các bạn tạo dùng cái biến là led này. Led nhá, dùng over ID. Nó sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm của bọn đi đi kit co này này các bạn phải xuống dòng cho mình nó là get first collection đây đúng không get first collection nhá y vào cho mình vào đây gõ chữ get first nó sẽ đề xuất ra đâu rồi đâu rồi đây get first collection và các bạn truyền cho mình cái intersection vào đây đấy intersection vào đây rồi đoạn này sẽ để một cái comment nó là gì nó sẽ là tìm cái over id đầu tiên trong cái đám intersection ở trên đấy cái này thì mình cũng đọc đọc của nó đọc cái ví dụ của nó và ra cái cái hàm này thôi và sử dụng thôi đấy các bạn có thể con lốc này ở đây chúng ta sẽ con lốc cái over id ra nhá chúng ta quan tâm đến cái over id kéo một phát đấy các bạn nhìn này, over id ở cả id 11 này mình kéo cái cả id 11 nhá vì nó vẫn ở đây bây giờ mình kéo này đây mình kéo các bạn nhìn này nó sẽ chạy đến column id 02 đấy column id 02 nhá cái bắc của chúng ta là cái cái mấu chốt điểm bắc của chúng ta là ở đây này mình kéo này bạn để cho mình. Nó đầu tiên nó sẽ là cạc đi 11 thì mình nó ở vị trí của nó đúng không? Sau đó này, mình kéo nó là column không 03 thì đúng là nó rồi. Nhưng nó sẽ chạy đến một cái đoạn là column không 02 nó chạy sang column 02 đúng không? Và tiếp theo là nó mới đến vị trí của thằng cạc 08, cạc ID 08, nhớ cho mình nhá. Nó phải đi qua cái column trước rồi nó mới đi vào cạc bên trong đúng không? Thì cái lúc này này cái mà cái bốc chúng ta ban đầu mà bị flick nhấp nháy nhấp nháy ấy là nó chết ở cái đoạn là column ID 02. Nó chết ở cái khi mà chúng ta va chạm đến cái column bất hiểu sâu đấy là bất nó chết ở cái đoạn đấy ok thì uh, như này bây giờ các bạn cho mình một cái đầu tiên mình sẽ như này nhá mình sẽ ít nếu như tồn tại over id các bạn phải kiểm tra nhá bởi vì nếu như không ít cái này ấy, mình sẽ comment cái con slot over id lại thì uh, nếu mà không ít ấy thì đôi lúc nó sẽ bị null đấy nun là có vấn đề đấy rồi bây giờ nó có một cái nữa Đoạn này nó sẽ return cho mình một cái đó một một cái mảng này. Bên trong nó chứa một cái object này. ID, hai chấm chính là over ID. Rồi. Tiếp theo. Ở trong này lưu ý cho mình một cái, đây là cái đoạn nó cũng hơi khó và hơi khó hiểu một chút xíu. Nhưng mà nó cũng như cái tài liệu của bọn này thôi. Là nó sẽ cần cách một cái over ID ra ngoài, last over ID. Nó cần một cái last over ID để khi mà cái giá trị over ID ấy là null ấy hay là là null các thứ thì đôi lúc là nó sẽ tìm đến cái last này. Cái, cái cuối cùng Over đi để nó trả về, còn nếu không thì nó trả về bằng rỗng Nên nó sẽ cần một cái Last Over ID Đây là cái cách mà các bạn đọc đọc này à, đọc một cái ví dụ này Đấy các bạn chọn F, Last Over ID lên này Github nó cho dễ tìm này Thì đây Last Over ID bọn này dùng một cái là Uref Ref của thằng React nhá Uref Ok thì mình mình nói qua vậy thôi, mình hướng dẫn các bạn luôn này Đó chúng ta sẽ lên đầu Chúng ta sẽ lên trên um, Trên đoạn trên cùng này Ở dưới mấy cái, cùng một thời điểm kéo thả lời một cạc này Thì ở dưới nó các bạn cho mình một cái constant last over id nó sẽ bằng một cái là UREF Các bạn search cho mình các bạn gõ UREF ref này. này. nó cũng sẽ đề xuất từ react này này. Đấy nhá. Nó sẽ tự động import lên trên này. use từ react. Ok. Và mặc định ban đầu là null. Chúng ta sẽ dùng ref ở đây nhá. Không dùng state mà dùng ref last over id. Thì uh, hiểu đơn giản cái này là cái uh, uh, hiểu đơn giản nhé Mình sẽ để một cái comment ở đây điểm va chạm um, cuối cùng uh, xử lý thuật toán phát hiện va chạm video 37 nhá điểm va chạm cuối cùng cứ hiểu là cái điểm va chạm cuối cùng trước đó đấy để chúng ta xử lý cái thuật toán phát hiện va chạm rồi xuống dưới này cái chỗ của chúng ta ấy, trong cái vòng ít over id trước khi mà chúng ta kiểu là chúng ta return về nhé thì các bạn cho mình một cái là last over id này chấm current có đúng cho mình cái chữ current nhé bởi vì là uh, ref trong react thì nó sẽ sử dụng cái current là cái giá trị có thể search yêu ref học đến đây nhé, chịu khó ref chưa hiểu thì search ref trong doc react là ra ngay gắn cho mình nó bằng over id vào đây đấy rồi hãy return trước đó thì cứ làm cho mình này rồi ngoài cái vòng if này bây giờ ngoài cái vòng if này nhá thì các bạn lại return cho mình một cái nữa Chúng ta sẽ return là nếu như tồn tại last over id chấm Đấy, đoạn này đoạn mình đã cách cái last over id lại mà Thì hỏi chấm này Trả về Một cái gì, một cái mảng nó object Có id Hai chấm, chính là last over id Chấm Đấy, còn nếu không Hai chấm thì mảng rỗng Rồi, mục đích cuối cùng Của cái thằng collision detection strategy này Là nó phải return về uh, Nếu như mình nếu như là column nhá thì chúng ta trả về nguyên những cái cái thuật toán phát hiện va chạm cross kiểu kiểu này thì bọn nó sẽ ở dưới đọc à, ở dưới cái các thuật toán của chúng nó làm rồi thì chúng nó sẽ trả về một cái mảng có chứa id và các cái điểm va chạm và cái điểm va chạm của nó over id kiểu kiểu này còn cái đoạn mà chúng ta đang xử lý ở đây này này để chúng ta xử lý cái bug ấy là chúng ta sẽ trả về mảng bản chất là sẽ trả về mảng ở đây nhá nhớ bản chất của cái hàm này có detection xử trả về mảng rồi còn cái return cross con nào đó thì nó bên dưới nó sẽ trả về mảng của chúng ta rồi ok rồi mục đích của đoạn này ok Đoạn này mình sẽ để một cái comment ở cuối cùng này Nếu over ID là null thì nó sẽ rơi vào cái return cuối cùng này này Thì uh, nó sẽ trả về cái đoạn bằng rỗng này này Ở cuối cùng này tránh crash sang Còn có over ID thì nó cách lại vào cái last over ID.current trên này Đấy nó cách lại xong rồi xuống đây nó mới kiểm tra lại Nếu tồn tại thì nó sẽ trả về cái đấy Ok nhá Lưu lại này Mình uh, sẽ ra ngoài mình test này rồi bây giờ kéo nó đang vẫn bị bắt để xem nào returns ID over ID console over ID xem nào get first collision à à đo đoạn này mình Đoạn này mình mình đang bị thiếu mất một cái. Sorry các bạn, cái cái mình tạo ra cái đầu tiên này let over ID mà get first collision ấy. ấy. intersection ấy, intersection ấy thì uh, hiện tại nó đang trả về cho mình cái ID là data còn chúng ta sẽ cần phải thêm tham số thứ hai ở cái hàm get first collision của chúng nó này này là cái giá trị chúng ta muốn lấy ra. <laughs> là ID. Các bạn cho mình cái tham số thứ hai là ID nhá. Thì này, chúng ta không quan tâm không cần quan tâm nhiều lắm đến cái data này đâu. Chúng ta cần quan tâm đến cái ID thôi. Đây, cho nên nó đang bị chết. Rồi mình lưu lại cái đã. Nhá, bây giờ mới đúng là lấy chuẩn ID ra này. Làm lại này. Đấy. Đây các bạn nhìn này, đây mới là chuẩn ID này. À, này dễ nhìn hơn rồi này. Over ID nó chạy từ các 11 này, column 3 này các kiểu này. này. Đấy kiểu kiểu thế. Đấy sang column ID 02 rồi mới đến các ID 08 thì vẫn kéo bình thường được. Đấy nhá. Đến cái đoạn này này, các bạn vẫn sẽ kéo bình thường được, kéo thả bình thường được. Và cái thuật toán này coi như là chúng ta đang custom gọi là nó chạy ok rồi này. Nó sẽ ok. Nó sẽ ok như ban đầu. Nhưng mà chúng ta chưa fix được cái flickering đâu. Cái đoạn mà nhảy qua nhảy lại này đâu này. Chưa xử lý được đoạn này đâu, nhưng vẫn còn đấy. Thôi mình cố test nhé, thực ra là cố test thì cố test thì vẫn sẽ ra đấy, bởi vì đoạn này là nó chưa nó chưa xong. Mình cố gắng mình test xem. Nào. Thôi, giả test nữa đâu mệt quá. Thực ra test cái đấy nó 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 khó. Rồi nhá. Um, over ID. Gần xong rồi các bạn yên tâm, đoạn này uh. bây giờ cái mà chúng ta cần ấy, ở trong là chúng ta sẽ xử lý tiếp ở trong vòng if này, over ID này này. Trước khi mà chúng ta gán last over ID và current các thứ thì khi mà chúng ta kéo chúng ta kéo một cái cạc sang một cái column khác và nó chạm đến cái column khác của nó ví dụ mình kéo sang đây đấy rồi các bạn thấy là khi mà mình chạm sang đến cái column id 02 ấy khi mà mình kéo và chạm sang column đây nhá làm lại này nó chạm khi mà nó chạm đến cái điểm này này column chưa đến cái cạc id 08 này đâu nhá thì mình sẽ dùng cái dữ liệu column này mình sẽ tìm đến một cái cạc bên trong cái column đấy với cái thuật toán close uh, center đi để cho nó trả về cái card luôn thay vì là chúng ta trả về cái over ID là cái column thì chúng ta muốn là trong trường hợp này cũng trả về card ID như vậy sẽ fix được cái bug flickering kiểu kiểu vậy hiểu cố gắng hiểu hiểu cho mình là như vậy vì uh, đấy nội dung khó mà nên là giải thích nó cũng khổ khoảm lắm khó để mà các bạn nắm nắm ok được nó tự nhiên lại không bị nữa bị đi chứ nói chung là bị là nó sẽ bị chúng ta phải làm hết mức có thể luôn thì cái đoạn này ấy uh, mình sẽ tạo ra cái biến như này Hmm. trước khi tạo đến một cái comment đây để một cái comment nhé trong vòng if over id này video 37 này sẽ là fix để fix cái vụ flickering này nếu cái over nó là column như mình đã giải thích đấy nếu over nó đang là là cái column đấy over là column id không hai à, chúng ta sẽ tìm lấy cái cạc id gần nhất bên trong cái khu vực va chạm đó và dựa vào thuật toán class center hoặc class corner ở đây đều được tuy nhiên thì dùng class center sẽ mượt mà hơn rồi nhớ nhá mình giải thích nãy giờ hai lần rồi đó đến cái đoạn mà column thì chúng ta sẽ không trả về over id là column mà cái chúng ta muốn là cái over id của chúng ta sẽ làm một cái cạc bên trong column đấy thì chúng ta sẽ tạo ra cái biến là constant một cái tạo một cái biến nhé là gọi là gì được nhỉ intersect um, column mới đặt cái tên tiếng anh này chuẩn chưa intersect column cái column va chạm không chắc là cái từ tiếng anh này nó chuẩn intersect intersect uh, cột giao nhau à thực ra là đặt cũng được mà không thì uh, như này này check column thế giờ nó nhanh các bạn ạ. thật sự đấy, có những cái chúng ta đặt tên biến nó này thôi đi làm ngồi nghĩ đặt tên biến rất là nhiều rồi chúng ta check column kiểu gì uh, chúng ta sẽ check là chúng ta sẽ dùng cái state của chúng ta này cái state là order column nhé cái state tổng của chúng ta ấy bằng order column này chấm file rồi nhớ cho mình là khi mà chúng ta ở trong cái use callback, use callback chúng ta dùng một cái dữ liệu bên ngoài thì chúng ta sẽ bỏ nó vào trong dependency đây Adlin nó báo luôn này. Nó thiếu một cái order column ở đây. Bỏ nó vào đây. Để khi mà cái dữ liệu này thay đổi thì cái function này nó mới gọi lại bởi vì nó sẽ cách mà. Chúng ta sẽ dùng thằng này chấm file nhá. Uh, column cho đến column chấm gạch dưới id gạch dưới đi nhá bằng 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 over id bởi vì sao bởi vì lúc này cái over id của chúng ta là column mà column id mà nhớ nhá rồi bây giờ if này lúc over id nó sẽ có là cả hoặc column nên là chúng ta kiểm tra kiểu này chúng ta dùng file để tìm nếu như tồn tại cái check column đấy thì chúng ta mới xử lý tiếp dữ liệu bên trong nhớ nhé phải có if ở đây tiếp tục một cái if là check column à, bây giờ chúng ta sẽ ghi đè lại cái dữ liệu over id ghi đè nhá nhìn này over id này bằng nó sẽ bằng cái gì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thuật toán như mình nói đó dùng center hay corner đều được nhưng mà hôm nay mình dùng cái center vì mình thấy center nó mượt mà hơn mình sẽ import thêm dưới cái close con một cái là close center các bạn nhìn này đấy center ở đây nhá y này Close center này đó mở ngoặc này bên trong truyền cho mình cái gì sao object và xuống dòng cái việc đầu tiên nó tương tự như cái lúc mà chúng ta kiểu là column ấy thấy nhá nếu là column nếu là column thì trả về luôn lỗ corner args này này thì cái việc đầu tiên của center cũng vậy trả về cho mình luôn chấm chấm args thấy nhá đấy là nó sẽ trả về như mặc định bình thường ban đầu ở đây mình cái vòng ít đầu tiên mình sẽ để cái comment trường hợp um, kéo cắt lầm thì dùng thuật toán Correct Corner là chuẩn nhất Đấy Ok nhá, để lại comment Rồi, tiếp tục này Over đi, chúng ta đang ghi đè lại thằng Over đi Close Center này uh, Tiếp theo này Bên dưới nó là cái gì thôi nhỉ, tự nhiên quên Cái đoạn này đến cái đoạn này, này thì nó cũng sẽ tương tự, mình sẽ sâu các bạn này Đây, ở ờ, bên trong thằng ARS nó có một cái um, gọi là drop bubble containers rồi nó filter để nó tìm ra cái container đúng rồi nó filter nó tìm một cái container xong rồi nó, nó sẽ trả về chúng ta xong chúng ta lấy phần tử đầu tiên của cái mảng container đấy rồi và chúng ta lấy ID ra rồi ok nói thì nó hơi loằng ngoằng phức tạp đúng không bây giờ code đã lúc nãy nếu các bạn lúc nãy mình lốc cái ARGS các bạn sẽ thấy ARGS nó sẽ có chứa một cái drop bubble container nhá. nhá thì các bạn gõ cho mình đây này gõ chữ drop bubble container nó sẽ đề xuất luôn vì ở trong hàm close center mà đây gõ này hai chấm này chúng ta sẽ gọi đến ARGS này chấm drop đây drop bubble container vẫn là nó thôi này sau đó các bạn chấm cho mình filter như này filter à, cái filter ở đây ấy, bản chất của chúng ta là filter ra các cái Um. column. Bản chất là winter ra các cái container. chấm id bằng over id này. container uh, item, mình sẽ cố gắng mình sẽ giải thích cho các bạn đoạn này nó cho nó dễ hiểu nhất có thể. Thôi bây giờ gõ cho mình đi. container đi. Chờ đến này. Nó sẽ là container. chấm với lại id này chấm than bằng bằng khác với lại cái over id của chúng ta khác với lại over id hiện tại của chúng ta này sau đó thêm cho mình điều kiện vào đây uh, và cái check column của mình đây check column cái tờ này mình sẽ xem nào mình sẽ xuống dòng cho các bạn dễ hình dung đoạn này không có nó là dài quá sợ các bạn để, để trông rối mắt không các bạn ra như này đi filter container cho đến một cái 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 function đóng gọn nhọn nhá xong xuống dòng này rồi dễ 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 hình dung này rồi mới return này bên trong các bạn return cho mình còn uh, container chấm id khác với lại over id là một cái điều kiện này cố gắng làm gọn gàng nhất có thể này và và cái điều kiện thứ hai này đóng gọn nhọn mình đóng mở hai ngoặc tròn luôn cho các bạn cho các bạn đỡ dối luôn nhá là check column này uh, hỏi chấm chấm với lại các order ids bạn nhớ cho mình Các order IDS nhé Vì column có chứa các order IDS Xong rồi hỏi chấm chấm include Chứa cái gì? Chứa cái container.id chấm Container.id Rồi và tiếp theo này cái AR, nguyên cả cái cụm args dropable container filter này nhá à, và sau khi mà chúng ta return cái điều kiện filter để để check filter ra xong ấy rồi các bạn sẽ ở phía cuối cùng của cái thẻ đóng của nó này, các bạn cho mình luôn cái phần từ thứ không, gọi nó cho mình phần từ thứ không này. Hỏi chấm chấm ID. Rồi trông thì nó hơi phức tạp đúng không? Bây giờ này, các bạn nhìn cho mình. Bây giờ làm như này các bạn sẽ dễ hiểu hơn là mình sẽ cố gắng giải thích bằng lời này. Mọi thứ nó phải nhìn theo thực tế. Trước khi mà chúng ta ghi đè lại cái zip over ID, connect center nhá, mình sẽ clg một cái này. Over ID before. Over ID nhá. Tiếp theo này, ngay bên dưới nó này over đi after nhớ nhá over đi mình sẽ xóa cái lốc over đi ở trên cùng này đi đấy bây giờ từ cái led này rồi trong vòng ít này đấy mục đích là mình ghi đè lại câu vài đi là bởi vì sao bởi vì mình ở trên này mình dùng led này mục đích mình dùng led là mình để ghi đèn nó lại nó ở đây nhớ nhá cố lên đoạn này nhìn phát nó hơi phức tạp một tí nhưng mà nhìn phát xong rồi nhìn cái ví dụ demo là dễ hiểu ngay ra ngoài này em năm lại này rồi bây giờ mình kéo từ 11 một tám này đâu có đâu rồi. Before, After. Các uh, check column để mình check nhá. Drop container filter container cho đến container .id khác ID và check column các order ids hỏi chấm include container id không id. Ừ. À, à, đây đây đây. Sorry các bạn. <laughs> cái cái chỗ mà lấy từ phần từ không hỏi chấm, chấm .id để lấy ra id ấy nó là nằm ở bên dưới này này nó là cái đóng thẻ đóng cuối cùng của Cloud Center mình lại để nhầm nó ở trên Drop Bubble Container cốt nhiều lú quá thôi các bạn để ở dưới đây cho mình này Colourge Center nhá à, khi mà nó nó ghi đè lại cái filter lại cái Drop Bubble Container của nó này rồi cuối cùng mình lấy ra phần từ đầu tiên và lấy ID ra đấy kiểu kiểu thế cho nó hình dung dễ hiểu làm lại nhá rồi lần này chắc là đúng này rồi Bây giờ các bạn nhìn cho mình này. Cái đoạn mà over ID before là nó chạy đến cái đoạn là column ID 02 ấy. Khi mà nó rơi vào cái case là các cái column ID ấy, đấy nhá. Những cái trường hợp là column ID ví dụ mình kéo về 02 thì cái after của mình sau khi mình lấy ra. Đây, cái after là cái over ID sau khi mình ghi đè bằng cái thằng color Center ấy là mình lấy được cái dữ liệu là cái các ID 11 chính là cái lúc mà mình kéo đến cái khu vực của thằng cạc 11. Đấy nhá. Thay vì trước đó là mình không trả về các ID 11 luôn ở trong cái đoạn over ID là column thì ở đây mình trả về luôn. Như thế là nó sẽ tránh được cái bug là flickering. Nhớ nhá. Cái đoạn này mình cũng chỉ có thể giải thích được đến thế này thôi và để hai con slot cho các bạn là các bạn hình dung. Ok. Và chịu khó đọc code. Đấy, hai cái đoạn con slot này mình sẽ cố gắng à, mình sẽ để nguyên như này, mình sẽ không xóa đi. Để các bạn có đọc code thì sau này nhớ hình dung là tại sao chúng ta cần phải cần phải làm cái ghi đè lại cái dữ liệu over ID nếu trong trường hợp đang kéo đến cái cạnh của cái column đấy kéo đến cạnh của column thì thả nó luôn vào trong cái 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 cạc luôn thay vì là chúng ta xử lý ở cái cạnh của column đấy là nó sẽ bị bất flickering rồi bây giờ việc còn lại là test lần cuối này Đấy, đây là xong rồi đấy cốt xong rồi đấy mặc dù là nó không nhiều cốt nhưng mà mình giải thích cho các bạn nãy giờ là cũng khá khá vì sao vì là nội dung nó khó mà cố gắng lên nhá cố gắng học học thì sau này nó nó mới ổn được <laughs> nói nhanh gọn là như vậy rồi mình lưu lại này Uh, xem nào ok đến đoạn này xong rồi bây giờ mình test lại test lại nhá các bạn nhìn này bây giờ cố gắng là không bị nữa rồi này nói chung là sẽ đấy các bạn nó nó nhảy luôn sang bên bên kia nữa là nó không bị flickering nữa kiểu kiểu thế là xong còn bây giờ muốn test lại cái trường hợp bị cũ nhé, thì các bạn chỉ đơn giản là các bạn nhìn này ở chỗ đi đi con này các bạn mở cái collection detection cũ ra và các bạn đóng cái custom chúng ta lại comment cái custom chúng ta lại chúng ta thử lại này là hiểu ngay nhá bây giờ làm lại này để bắt đầu đấy vẫn nháy đúng không ok nháy và đấy nháy tùy lúc có bấc hay không có bấc thì fix luôn cả cái nháy luôn kiểu kiểu thế ok rồi còn hôm nay là chúng ta custom nâng cao thuật toán này rồi xong nhá nhớ nhá khó khó mà càng phải cố gắng học thì mới giỏi lên được cố gắng lên nhá còn nếu mà không thì mệt lắm cái ngành này ngày nào cũng phải học mà không học thì sẽ bị dừng lại ngay và càng ngày thì càng nâng cao nên càng khó và càng khó thì cái level của các bạn càng cao và các bạn sẽ có những cái ví dụ như là thu nhập cao các thứ là chuyện rất bình thường cố lên nhá rồi hôm nay chúng ta hoàn thiện cái gọi là chiến lược thuật toán phát hiện va chạm khó hay thêm một cái Adlin cái bên chấm chế thì chúng ta bỏ luôn cái strict mode đi thực ra đến hôm nay là thấy ngứa mắt rồi bỏ đi rồi thì đó bạn nào thấy nội dung của mình hay hữu ích khó đúng không khó càng khó thì càng hay hay hữu ích thì ủng hộ mình nhé tặng mình một like cho video này cũng như là tặng mình một lượt đăng ký kênh, đăng ký kênh của các bạn là động lực rất lớn đối với mình, mình chia sẻ thật, à, nên là ủng hộ mình nhá, đừng tiếc gì một lượt đăng ký kênh cho mình, xem video thì đăng ký kênh ủng hộ đi, nhá, ủng hộ mình đi nhá. và mình có đợt này mở cái phần cảm ơn trên 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 youtube này này, thì các bạn có thể tặng mình góc cà phê ở đây, nếu các bạn nào muốn ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều, um, pet, trung app trên facebook này, ok nhá, cộng đồng nội tư web finance em việt nam, blog chính thức của mình trungquanapp.com, discord, roi vào hỏi nhắn tin Uh, ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chất lượng tiếp theo trên channel Trung Quân Đẹp, một đoạn sinh viên này của mình nhé. Bye bye!